Đứng đây. Thưa mẹ hỏi, Tiết đặt cái này đúng không? Xuống đây. Mở điện thoại lên đặt chứ. Này xem, ngồi đây, xuống đây đọc. Mà mẹ không đặt, mà không ai đặt, mà người ta gọi điện cho mẹ ra nhận. Thì điện thoại mẹ con cầm, con đọc xem là tên ai đây, ai đặt đây. Ồ, đúng chưa? Người điện thoại mẹ đúng mà. Không biết xem nó đặt cái gì, bây giờ mở ra người ta gọi cho tôi ra lấy tiền, 200 bao nhiêu tiền đây? Ghê chứ. 210.000, Dương Thế Tường đặt. Bỏ cái ghế xuống cầm cái này cho mẹ xem. Đói rồi. Bóc ra xem cái gì. Đấy, thoại này đặt cái gì à? Người giá bà cho biết cái mùi gì. Để nó bóc ra xem nó đặt cái gì, xong nó đúng cái ngày cùng à. Thế cần bỏ cái kia ra, cái bỏ cái con khủng long ra xem. Cái gì nào. Bây giờ bóc ra xem là cái gì. Điểm đặt đúng không? Nào bóc ra. Kéo đầu đi. Không đặt nhưng mà Dương Thế Tường. Đấy, số điện thoại của mẹ chứ không biết số của bố. Chứ không biết số bố, chứ không biết số mẹ thôi. Thế mà người ta biết Dương Thế Tường. Ra bóc xem cái gì. Mà vừa sao bán đi mua cho chứ đi. Chứ sợ. Thôi mẹ đã trả tiền rồi. Mình biết cái gì. Mình biết cái gì. Không bố bóc xem nào. Đây. Không đặt những điện thoại. Chút chất ra, chất thắng ra, chất bảo ra xem này. Gì mà em mua rồi mình kiếm đi. Ông mua sốt này. À bóng mơ đi. Em búp bê con gái. Trời, Tiết đặt ghê chứ. Trời, đi nhìn xong này mình đấy. Con gái quá. Con gái đây là mẹ đặt mẹ tặng Tiết được 110 đấy. Hả? 100 mấy rồi đây. Thì tôi cứ đặt nuôi là 100. Đây bự. Đây là mẹ đặt tặng Tiết mà Tiết thì mẹ trêu mà. Đúng như Tiết đặt. Cái gì? Hơi dài. Cái gì? Không thấy cái gì? Không nghe bóng mắt đi. Đấy.